Cảm ơn nhé. Cảm ơn nha, hẹn gặp lại hôm tới nhá. Cảm ơn. Đúng 8 giờ ngày 18 tháng 5, đoàn công tác số 14 gồm các tỉnh Hải Dương, Kiên Giang, Bộ Ngoại giao, một số binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện Cảnh sát Nhân dân và đoàn đại biểu tỉnh ta do đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã rời quân cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến hành trình 9 ngày trên biển ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Đoàn công tác đi trên con tàu HQ-996 thuộc Hải đội 411 vùng 4 Hải quân. Trên tàu có đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ cho đoàn công tác. Do điều kiện ở các đảo còn thiếu thốn, nên mọi việc từ ăn nghỉ, sinh hoạt của 199 người của đoàn đều diễn ra trên tàu. Nước ngọt, thực phẩm và các thiết bị an toàn đều được chuẩn bị chu đáo. Trong suốt hải trình, không khí trên tàu thật đầm ấm, thân thiện từ việc sinh hoạt hàng ngày cho đến việc chuẩn bị các bữa ăn. Do hầu hết các đại biểu đều là lần đầu tiên ra Trường Sa, trước sóng gió của biển cả khó lường, nên việc đảm bảo chất dinh dưỡng và các vi chất cần thiết để hạn chế say sóng là yếu tố được tổ phục vụ quan tâm hàng đầu. Mặc dù nơi ăn nghỉ của các đại biểu và các thủy thủ trên tàu còn nhiều chật hẹp, khó khăn, song với sự nỗ lực phục vụ hết mình của các cán bộ, chiến sĩ đã làm cho mỗi thành viên trong đoàn công tác ấm lòng hơn, tin tưởng hơn. Đây là lần đầu tiên đi nên là em cũng có bị say sóng ạ. Nhưng mà em đã được sự quan tâm rất là nhiệt tình của các chiến sĩ quân y ạ. Và chế độ dinh dưỡng thì mọi người cũng rất là quan tâm ạ. Ví dụ như là em không ăn được cơm thì các chiến sĩ đã mang cho em những bát cháo rất là đầy đủ dinh dưỡng ạ. Trong hành trình 2 ngày từ đất liền ra với huyện đảo, đoàn công tác đã có nhiều hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-996. Đặc biệt, vào tối ngày 19 tháng 5, đoàn công tác đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đêm giao lưu văn nghệ đã thu hút sự tham gia của nhiều đoàn, nhiều thành phần như các diễn viên, ca sĩ đến từ tỉnh Hải Dương, Kiên Giang, Học viện Cảnh sát Nhân dân và các cán bộ chiến sĩ Hải quân đang trực tiếp làm nhiệm vụ đưa đoàn ra Trường Sa. Song, lực lượng nòng cốt vẫn là đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Mặc dù sân khấu được dựng trên boong tàu, không gian chật hẹp, ánh sáng còn thiếu thốn, nhưng với tình cảm, với Đảng, Bác Hồ kính yêu và với biển đảo, nên các ca sĩ, diễn viên đã thể hiện hết khả năng của mình và đã mang đến cho các đại biểu một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa. Sau gần 2 ngày đi trên biển, đúng 9 giờ ngày 20 tháng 5, con tàu HQ-996 đã đưa đoàn công tác số 14, trong đó có đoàn đại biểu tỉnh ta, đã đến đảo Đá Lớn. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác, bắt đầu cho chuỗi hoạt động nghĩa tình tại huyện đảo Trường Sa. Trong sự mênh mông của biển cả, hình ảnh về Trường Sa đã dần hiện rõ trong tầm mắt chúng tôi. Biết bao tình cảm, sự mong chờ, hồi hộp đến với đảo của mỗi thành viên trong đoàn đã trở thành hiện thực. Trong hành trình của chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa, đoàn đại biểu tỉnh ta đã đặt chân lên 7 đảo, trong đó có 3 đảo chìm và 4 đảo nổi. Điều cảm nhận đầu tiên khi đến thăm các đảo đó là sự thân thiện, vui tươi của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ngay những giây phút ra đón đoàn. Ngay sau khi ra đến đảo, các đồng chí lãnh đạo và thành viên trong đoàn đã có nhiều hoạt động thể hiện được trách nhiệm của mình, của đất liền đối với biển đảo. Đoàn đã dự lễ chào cờ
và duyệt binh của các lực lượng vũ trang diễn ra tại cột mốc chủ quyền thị trấn Trường Sa. Tiếp đó, đoàn đã đến viếng nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến cầu an tại chùa Trường Sa lớn. Tại đây, đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, trưởng đoàn công tác số 14 và các đồng chí đại diện của các đoàn đã trồng cây lưu niệm trên đảo. Cũng tại cột mốc chủ quyền thị trấn Trường Sa, tỉnh Hải Dương đã trao tặng cờ trần và tượng hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Trường Sa. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy tối cao của quân và dân Đại Việt, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược thế kỷ thứ 13. Đây là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng chống giặc ngoại xâm. Cũng tại đây, tỉnh Hà Giang đã trao tặng cho quân dân huyện đảo Trường Sa lá cờ được treo trên cột cờ Lũng Cú và những phiến đá được lấy từ công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định sự hiện diện của mảnh đất Hà Giang tại huyện đảo Trường Sa thiêng liêng. Tiếp đó, chi đoàn Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tiến hành kết nghĩa với liên chi đoàn huyện đảo Trường Sa. Ngay sau đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra một số mục tiêu sẵn sàng chiến đấu và nơi ăn nghỉ của các lực lượng vũ trang. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân đang sống tại thị trấn Trường Sa. Trong suốt hải trình, đoàn công tác đã tiến hành tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma và nhà giàn DK1 đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo và thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Kính thưa hương hồn anh hùng liệt sĩ, dẫu biết vinh quang nào mà chẳng có mất mát hy sinh, hạnh phúc nào mà không phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự dâng hiến của canh đó góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của non sông đất nước, tinh hoa của dân tộc. Song trong không gian tĩnh lặng và thành kính này, mỗi chúng tôi không thể cầm lòng, mong sao canh chứng giám tiếp thêm cho dân tộc ta, quân đội ta sức mạnh, cho chúng tôi ý chí và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn gian khổ, để vươn tươi những thành công mới. Với tất cả tình cảm, lòng ngưỡng mộ, tri ân và niềm xúc động sâu sắc, đoàn đại biểu xin kính dâng hương, hoa, lễ vật cùng tấm lòng thành kính nhất lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Trước tượng đài anh linh của những cán bộ, chiến sĩ hải quân ưu tú đã ngã xuống, trong niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn, từ trong sâu thẳm lòng mình, toàn thể đoàn đại biểu đã xin nguyện sẽ mãi mãi tiếp bước xứng đáng niềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước, quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Được mệnh danh là quần đảo bão tố, Trường Sa không chỉ khắc nghiệt về thời tiết mà cấu tạo địa hình cũng gây nhiều bất lợi cho trồng trọt. Song, bên cạnh việc cầm chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua, các chiến sĩ Trường Sa còn coi việc trồng cây xanh trên các đảo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cả trước mắt lẫn lâu dài. Các loại cây có nhiều trên đảo là nhào, bàng vuông, mù u, phi lao, keo và muống biển. Riêng hai loại cây nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Trường Sa đó là phong ba và bão táp thì có ở khắp nơi xung quanh đảo, như thành lũy che chắn cho đảo trước sự khắc nghiệt của thời tiết, của kẻ thù. Riêng chuyện trồng và chăm sóc rau trên đảo của bộ đội ta rất công phu, điều đó còn cực khổ hơn việc chăm sóc cây cảnh ở trong đất liền. Việc trồng rau xanh ở Trường Sa, kể cả đảo chìm và đảo nổi, vốn được tiến hành từ lâu. Tuy nhiên, quá trình gây dựng trải qua không ít lần thất bại vì các loại rau xanh vốn rất nhạy cảm với thời tiết biển nói chung
nay lại phải sinh trưởng trong môi trường vô cùng khắc nghiệt giữa biển cả, nên việc trồng và chăm sóc càng gian nan bội phần. Nhưng để có màu xanh trong bữa cơm, những ngọn rau ấy được các chiến sĩ chăm sóc không khác gì nuôi con nhỏ. Những mô hình vườn rau thanh niên đã trở thành mô hình mẫu trong phong trào thi đua của các chi đoàn, phân đội. Qua tham quan, các đại biểu đã đánh giá rất cao những mô hình này. Nắng gió như vậy, thế nhưng với ý chí quyết tâm của người chiến sĩ, rau quanh đảo, rồi là gà vịt quanh với con người, tạo nên một cái cảnh quan, cái môi trường rất thân thiện. Mặc dù khó khăn như thế, thế nhưng mà anh em có một cái ý chí quyết tâm rất là cao, dành dụm từng gáo nước, từng bát nước để như vậy là tưới cho cây. Chúng tôi tham quan cái vườn rau của anh em rất là xanh tốt, lợn gà đều có trên đảo, đặc biệt là như vậy là các cái gia súc, gia cầm ở trên đảo là như là trong đất liền. Để có thể nói chúng tôi thấy rằng là rất yên tâm về vấn đề anh em tinh thần rèn luyện, tinh thần huấn luyện, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác, rồi là vấn đề bảo vệ, rồi vấn đề như vậy là tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Anh em cán bộ chiến sĩ thì qua tìm hiểu thì anh em rất yên tâm, gắn bó với đảo và đồng thời rất yêu đảo. Và thực sự như vậy là đảo là nhà, biển cả là quê hương. Việc tăng gia sản xuất rau xanh ở Trường Sa chỉ là một trong những nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần cải thiện tốt hơn bữa ăn cho quân và dân trên các đảo. Song, chính màu xanh của cây và hoa lá đã làm cho Trường Sa thân thiện hơn, gần gũi hơn. Màu xanh đó là minh chứng cho sự tồn tại mãnh liệt của thiên nhiên, của con người, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn hướng về biển đảo của Tổ quốc. Cho dù cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng cao Hà Giang còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng những tình cảm, sự chia ngọt sẻ bùi với biển đảo sẽ là động lực to lớn để cùng chung tay xây dựng, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng sải nước nơi hải đảo thiêng liêng. Với những việc làm thiết thực để ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, mỗi cán bộ, chiến sĩ và mỗi người dân nơi vùng cao Hà Giang đã dành những viên đá nhỏ chứa đựng biết bao tình cảm gửi tặng quân dân huyện đảo. Những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được đoàn đại biểu tỉnh ta ra trực tiếp chuyển đến tay những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân của huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 với tổng số tiền và hàng là 787 triệu đồng. Những đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân đã góp phần làm cho cuộc sống của quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 được cải thiện và ổn định hơn. Cái đoàn công tác số 14 thì ra thăm quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Trường Sa lớn. Đây là một cái đoàn công tác đặc biệt, như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang cũng phát biểu trong cái hội nghị gặp mặt cán bộ chiến sĩ, nhân dân các lực lượng trên đảo Trường Sa lớn. Tỉnh Hà Giang là một cái tỉnh ở cực bắc của Tổ quốc, và bên cạnh đó thì có tỉnh Kiên Giang là ở cực nam, và chúng tôi thì lại là ở cái đơn vị là cực đông của Tổ quốc. Như đồng chí Bí thư nói là các đồng chí là phiên dậu ở phía bắc, chúng tôi phiên dậu phía đông, và tỉnh Kiên Giang là cái phiên dậu ở phía nam. Thế thì quân và dân các lực lượng trên đảo Trường Sa lớn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lực lượng ra thăm, thì đặc biệt là tỉnh Hà Giang là một cái tỉnh miền núi phía bắc, rất là quan tâm đến cái biển đảo, rồi quan tâm đến như vậy chiến lược biển. Như đồng chí Bí thư cũng đã nói, chúng tôi thấy là đây là một cái niềm vinh dự đối với quân và dân, đối với lực lượng trên đảo. Và cũng xin hứa với các đồng chí là chúng tôi sẽ phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm với cái khả năng của mình, cùng với đồng bào chiến sĩ cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, và không phụ cái lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước cũng như thế là quân và dân các cái tỉnh thành đã dành cho chúng tôi trong những cái năm tháng vừa qua.
có thể khẳng định tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương, đất nước luôn khắc sâu trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Tình yêu đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết, yêu chuộng hòa bình. Dẫu biết rằng cuộc sống của cán bộ, nhân dân, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, sự chung tay góp sức của nhân dân, chiến sĩ cả nước, trong đó có tình cảm của đồng bào vùng cao Hà Giang, chắc chắn quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà sàn DK1 sẽ vững tâm hơn nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ một cái tỉnh miền núi cực bắc của Tổ quốc xuống đến các huyện đảo Trường Sa, đến thăm các đồng chí cán bộ chiến sĩ sĩ quan của Hải quân Nhân dân Việt Nam và nhân dân các huyện đảo Trường Sa, chúng tôi càng ý thức rõ ràng hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, gồm biên giới, đất liền trên bộ, đảo và thềm lục địa. Những khó khăn của đảo Trường Sa chúng tôi rất là chia sẻ, và chúng tôi ngưỡng mộ về cái sự hy sinh vượt lên khó khăn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Từ những cái cuộc chuyến đi thăm đầy ý nghĩa này, chúng tôi thấy rằng là trách nhiệm của chúng ta, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, và sẽ có trách nhiệm cao cả hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, không những là phải bảo vệ, giữ vững cái chủ quyền của biên giới phía Bắc, mà chúng ta còn có trách nhiệm luôn luôn hướng về biển đảo, hướng về huyện đảo Trường Sa. Với một cái tấm lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo, những lớp cán bộ chiến sĩ tiền bối, đặc biệt là những liệt sĩ đã hy sinh vì cái sự bền vững, sự chủ quyền của Tổ quốc của chúng ta. Lần này được tỉnh cử đi cùng với một số đồng chí ở các ban ngành đoàn thể, cơ quan ở tỉnh Kiên Giang, thì chúng tôi bản thân là đích thân chứng kiến cái cảnh sống, ăn ở, rồi đặc biệt là cái tinh thần chịu đựng gian khó, rồi cái tinh thần hy sinh, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ cũng như nói riêng và cái quân dân của Trường Sa nói chung, thì chúng tôi rất là xúc động. Qua cái chuyến đi thì chúng tôi thấy rằng mình có cái nâng lên được cái nhận thức về cái vấn đề biển đảo nói chung, cũng như cái vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền của mình ở trên biên biển, đặc biệt là biển Đông đây. Qua đó thì chúng tôi càng thấy thêm cái trách nhiệm của mình, những công dân, những người dân ở cái một nơi có thể nói là hậu phương, thì phải thấy mình phải có trách nhiệm thế nào để làm sao thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, đối với chủ trương là cả nước vì Trường Sa và Trường Sa vì cả nước. Do điều kiện không thuận lợi, biển động, sóng to, nên đoàn công tác không thể tiếp cận với nhà sàn DK1, vùng biển Huyền Chân. Khó khăn lắm, đoàn công tác mới chuyển được quà từ đất liền gửi tặng đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà sàn. Tình cảm của đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ nhà sàn DK1 được thể hiện bằng những lời động viên chia sẻ và những bài hát thông qua bộ đàm. Tôi là Đỗ Minh Thái, đại tá phó tham trưởng quân chủng Hải quân, xin gửi lời thăm tất cả anh em cán bộ chiến sĩ trên nhà sàn Huyền Chân. Anh em trên đấy có khỏe không? Cũng thông báo để anh em được biết là sáng nay chúng tôi có hội ý lãnh đạo đoàn công tác cũng như là vùng 4 Hải quân, vùng 2 Hải quân và tàu HQ-996. Thì thấy rằng là việc đưa đoàn công tác lên nhà sàn thì hết sức là nguy hiểm trong điều kiện sóng gió tương đối mạnh. Cho nên là rất mong anh em thông cảm với cách thức thể hiện tình cảm của đoàn công tác số 14 đối với nhà sàn. Tôi là Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, trưởng đoàn công tác số 14. Xin chào các đồng chí trên nhà sàn. Về tình cảm của đoàn, sáng ngày hôm nay chúng tôi đứng trên boong, nghe đồng chí phó tham mưu trưởng quân chủng đọc những lời
viếng các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ hy sinh trên nhà giàn, trong khóe mắt của đồng chí Phó Tham mưu trưởng thể hiện tình cảm của toàn đoàn. Những tình cảm trong sáng và trung thực đó, chúng tôi hy vọng sẽ được nhân lên gấp đôi cùng với sự phát triển biển đảo chủ quyền của đất nước. Chúng ta cùng đoàn kết thực hiện thật tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển đảo của Tổ quốc. Từ nơi vùng biên giới đất liền của Tổ quốc tỉnh Hà Giang, chúng tôi nguyện thi đua cùng với cán bộ chiến sĩ của nhà giàn và vùng 2 hải quân, chúng ta cùng giữ chắc chủ quyền biển đảo lãnh thổ của đất nước. Xin cảm ơn các đồng chí. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn như vậy, chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn của đoàn đến thăm chúng tôi. Tuy rằng sóng gió to, đoàn không đi được, nhưng những tình cảm, những hơi ấm đất liền sẽ giúp cán bộ chiến sĩ nhà giàn chúng tôi tiếp thêm sức mạnh ý chiến đấu. Chúng tôi xin hứa trước đảng, trước nhân dân, trước toàn công tác sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết, xây dựng bản lĩnh ý chí chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao. Chúng cánh chim bay về đảo cười, thương nhớ xa vời người chiến sĩ Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi. Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng nhiều phần thưởng cho các tập thể, nhiều cá nhân được tặng kỷ niệm chương và huy hiệu chiến sĩ Trường Sa. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã trao tặng bằng khen cho tập thể cán bộ chiến sĩ tàu HQ-996. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, sau 9 ngày lênh đênh trên biển, tàu HQ-996 đã đưa đoàn công tác số 14, trong đó có đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang, cập cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm của đoàn công tác tới quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.